Đây là cái bản kinh đây, kinh kinh Tây Tạng, đây là kinh Tây Tạng. Tôi chỉ chụp có vài cái trang thôi để chiếu cho quý vị thôi, coi sơ nó là sao. Thì cái này nó là quý vị thấy nó viết một hàng chữ Tây Tạng. Tại cái này kinh là tu ở trong mấy cái tu viện là của người Âu Châu mà. Thì đây là chữ Tây Tạng, đây là Quan Thế Âm. Kinh nó để hình Quan Thế Âm bốn tay đây, quý vị mà không thấy. Đây là chữ Tây Tạng, là hàng dưới nó là phiên âm để cho mình có thể đọc được. Thời nay những người Việt Nam mà tu theo Tây Tạng là không biết đọc trực tiếp tiếng Tây Tạng không được, thì phải đọc cái tiếng phiên âm phonetics, là dịch dưới này, thưa quý vị. Mà cái này nó phiên âm theo kiểu tiếng Tây nha, mình đọc tiếng Mỹ không trúng à. Bạc tu, ví dụ Endani, Capsuchi thì như vậy. Rồi kế dưới nó thì nó dịch nghĩa bằng tiếng Pháp, tại cái này là cái tu bên Pháp. Đây quý vị muốn thì phải đi tìm người nào dịch sang tiếng Anh. Còn đây là Thoa, cái tu theo Thoa. Quý vị nào đi tu Thoa rồi đã tắm thấy, mà đây quý vị thấy đây là kinh Tây Tạng, nó cứ rời ra như vậy. Rời ra như vậy thì những cái tờ này nó gọi là Pecha, tức là những cái tờ kinh giấy rời ra như vậy. Đó, đây quý vị coi, thì cái bản quý vị đang có trong tay đó là tôi dịch từ cái bản này ra. À, từ cái bộ này ra cho quý vị. Và quý vị bắt đầu có thể theo dõi bằng cái này. Giờ chúng ta đi cùng cái này. Ở đây để cho quý vị biết cái khái niệm một người tu. Quý vị cầm thấy đây thấy đấy, thật ra là cái này giống y chang nhau thôi. Bây giờ quý vị vào chùa Tây Tạng thì ta cầm cái này ta tụng. Còn mình giờ là mình cầm tờ giấy khổ 8 inch chẳng hạn, 8.5 inch hả? Đó. Để cầm cái này thấy cái bộ không có vẻ Tây Tạng, cầm cái này có Tây Tạng hơn chút. Nó đặc biệt như vậy, nó phải màu đỏ vậy mới hay đó. Đáng lẽ hôm nay là tôi phải mặc kiểu Lama thì nó cũng hay hơn. Tu theo Tây Tạng đó, nó tụng nhiều lắm quý vị. Ở đây á, thì tùy người ta tụng, có lúc họ thường đa số họ tụng dính chùm với nhau. Còn những cái buổi lễ mà khác thì họ có đánh trống, đánh con mõ giống mình đó, thùng 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 thùng. Những cái buổi lễ mà đánh trống mạnh đó là thường thường đó là cho những cái vị di đăng bổn tôn, mà nó gọi là Raffu, tức là những vị bổn tôn hung dữ. Còn vị bổn tôn mà hiền đó, thì không có đánh trống, chỉ có leng keng thôi. Còn những vị bổn tôn dữ thì mới thổi kèn dài làm dữ dội. Nếu cái phần tụng quy y thì tôi chỉ dịch trong này ra cho quý vị thôi, tức là nói là từ nay cho đến ngày giác ngộ, con xin quy y Phật Pháp Tăng, bao nhiêu công đức tích tụ được do bố thí và tu các hạnh, con nguyện hồi hướng cầu Phật quả để cứu độ tất cả chúng sinh. Thì nguyên cái câu này đó là nó bao gồm cái sự quy y, tức là mỗi một lần mình vào một buổi lễ là mình phải nhắc lại quy y. Sự quy y, quy y quan trọng lắm. Mình thường thường chúng ta chỉ nghĩ là mình quy y có một lần thôi. Tôi làm lễ quy y từ mấy chục năm trước rồi, hồi còn bé tí teo, cha mẹ ra tới chùa quy y, họ không biết mình tên gì, không biết ông thầy nói gì, quên hết rồi, không nhớ gì đâu. Quy y đó là mỗi ngày con trở về quy y nương tựa Phật Pháp Tăng. Còn thời nay chúng ta làm gì? Mỗi ngày chúng ta quy y sở, quy y tiền. Sáng dậy là nhớ tới sở xong rồi quy y tiền. Quy mỗi ngày con phát nguyện quy y sở, quy y tiền, tức là nương vào sở, nương vào tiền. Sở nó kích ra cái lại quy y sở khác. Tôi thấy chúng ta không có quy y Phật từ hồi nào đó rồi, chứ còn hiện thời này là chúng ta quy y sở, làm quy y xe, quy y vợ, quy y con, quy y tiền. Phải không? Quý vị nghĩ là đúng y chang vậy à. Quy y là gì? Quy là quay về, y là nương tựa. Mà nương tựa là gì? Quay cái tâm của mình về cái đó, quay về nương tựa cái đó. Cho nên thật ra chúng ta nói quy Phật chứ chúng ta đâu quy Phật đâu. Không quy Phật làm sao về với Phật được. Chúng ta suốt ngày quý vị nhìn có mình quy y cái gì? Quy sở, quy tiền, quy y vợ, quy y con. Quy bằng cách gì? Lâu quá nhớ rút cell phone ra. Ê, phone là quy rồi, quay trở về rồi. Từ nay cho đến ngày giác ngộ, con xin quy Phật Pháp Tăng. Rồi, đó là phần đầu.
Thì sau đó bốn câu sau đó, bao nhiêu công đức tích tụ được do bố thí và tu các hạnh, tức là tất cả các hạnh ba la mật, tức là khi phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Là phát nguyện tu tất cả các công đức để cầu thành Phật, để cứu độ chúng sinh. Đó, thì bốn câu sau nhắc nhở chúng ta là tu tích tụ tất cả các công đức từ bố thí các hạnh, tức là ba la mật đó. Con nguyện hồi hướng để cầu Phật quả, cầu thành Phật để cứu độ tất cả chúng sinh. Bốn câu đó tượng trưng cho Bồ Đề Tâm. Thế là sao? Giống như hôm nọ chúng ta học ngài Atisha dạy đó, là Bồ Đề Tâm đó, là mình phải mỗi ngày mình phải phát triển ít nhất minimum một ngày ba lần. Giờ quý vị tu, quý vị làm gì làm? Mỗi ngày tới trước cái bàn thờ Phật của mình đọc câu này thôi: từ nay cho đến ngày giác ngộ, con xin quy Phật Pháp Tăng, bố thí và hồi hướng công đức cầu thành Phật quả. Tức là mình đang quy y và phát Bồ Đề Tâm, mà mới có chỉ có gọi là phát trong tâm thôi. Thế khi nào nó đầy đủ đó, những cái đó nó mới chạy ra, nó đủ cái lực đó, nó mới khiến mình đi như vậy. Mình làm chưa đủ lực, cho nên hồi đó mình quy y Phật rồi, hồi nhỏ xíu bây giờ đâu nhớ gì nữa đâu, nhớ Phật là gì nữa, không nhớ Tam Bảo là gì. Chúng ta đi tiếp nha. Dạ. Cái này chắc cho quý vị có cái ý niệm thôi, chứ tôi đoán không biết nó trúng, chắc quý vị không có tu đâu. Vậy tu cái này là nhiều khi nói qua chắc là chiều nay ai nấy về tu cái này hết. Rồi sang cái phần sinh khởi. Sinh khởi tiếng Tây Tạng nó gọi là Kirin. Rin tức là path, tức là con đường đi đó. Kir tức là create, làm phát sinh ra. Thì Kirin tức là gọi là creation stage. Phần này là bắt đầu mới thực thụ đi vào cái pháp môn của Tây Tạng. Thì nó gồm có quán tục. Quán tục, loại cái quán tục, quán tục tức là ban đầu đó mình phải quán làm sao. Tu theo Tây Tạng, mật tâm Tây Tạng, nó cần xài đến cái tâm sáng tạo của mình. Đó. Quán gọi là quán tưởng. Cái chữ quán tưởng quan trọng lắm. Trong này nó có nói quán chiếu. Quý vị tu thiền đó, gọi là quán chiếu. Còn tu theo Tây Tạng đó, nó gọi là quán tưởng. Quán tưởng là visualization, còn quán chiếu là meditation, hay là quán chiếu nó còn xài cái danh từ khác nữa, nó gọi là contemplation. Contemplation thì đúng hơn là meditation. Nói sơ cho cái quán tưởng là sao. Quán tưởng trước hết là mình, tâm của mình phải tưởng tượng ra cái hình đó, cái cảnh đó. Rồi khi mình tưởng ra, tức là mình chiếu ra, mình project ra, giống mình chiếu ra đây nè, mình tưởng chiếu ra. Rồi sau đó mình làm gì? Quán sát nó, nhìn nó, gọi là quán tưởng. Tức là thật ra là đúng là phải tưởng trước rồi nhìn nó, là quán. Quán cái tưởng của mình mới tưởng ra. Vì đừng có nhìn trên này trước, đọc qua sẽ hướng dẫn sau. Trước hết là quán tưởng trên đầu mình có một bông sen. Đó, cái vị tưởng tượng trên đầu mình nó có một cái bông sen trên này. Thì bông sen này nó tùy quý vị. Hôm nay không có nói, thì quý vị muốn quán bông sen 6 cánh, 8 cánh, 12 cánh. Số trắng thôi nha, đừng có số lẻ. Bông sen lẻ chắc ai nhắc mất một cái, thiếu một cái cánh. Thường thường là số trắng. Quán tưởng cái lotus, cái bông sen trên đầu của mình nhỏ nhỏ cỡ này thôi, đừng có bự quá. Nhỏ 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 cỡ này thôi, cỡ này thôi. Ở trên đó có một cái bàn chân. Đó, bàn chân. Thường thường khi mà học những cái này phải có người giảng, chứ nếu không mình đọc mình không có hiểu là cái gì đó. Bàn chân sao chân. Thì cái bàn chân đó nó ra như vậy nè. Đó, tiếng tiếng Anh nó gọi là moon disc. Đó, đây là cái bông sen nó như vậy. Ở trên đó cái bàn chân nó không có cong cong mà nó dẹp lép nha. Đó, như vậy nè. Rồi, ở trên cái bàn chân quý vị nhìn thấy không? Đó, cái bàn chân như vậy. Rồi, trên đó có một bàn chân sáng là chính giữa bông sen. Chính giữa bông sen là cái bàn chân, đơn giản là cái vòng tròn nhưng mà sáng chói như mặt trăng rồi đó. Ở trên cái bàn chân đó nó có cái chữ
chữ ri. Cái người đọc là vừa h vừa r, chứ không phải chữ ri, không phải chữ hi, mà phải ri. Thôi thôi đủ rồi. Mà sê sê có hồi bắn hết hơi ha, đó có nghĩa là thì cái chữ si đó là màu trắng, nhưng mà ở đây là tôi vẽ nó màu đỏ tại vì vẽ màu trắng không thấy. Ở đây là chữ si, chữ này là chữ Latin, còn chữ này là chữ si của Tây Tạng, là chữ h là chữ r là chữ a là i là đây là cái chữ h ở đây thêm đó, đó. Chữ si thì quý vị tu theo Tây Tạng quý vị phải không biết tiếng Tây Tạng được mà phải thuộc lòng mấy cái chữ này, giống như Úng Ma Ni Tiên Nghĩa Hùng nó phải viết ra. Hồi tôi mới học Tây Tạng đó, không có chưa học được chữ Tây Tạng là cứ copy ra y chang vậy, giống như mình viết tiếng Tàu đó. Học tiếng Tàu làm sao lại phải học viết trang y chang vậy. Nhưng mà tiếng Tây Tạng nó dễ hơn tiếng Tàu là chỗ là nó đánh vần được. Tôi nói nãy đó, quý vị thấy đó, mình đánh vần được. Cho nên khi mà mình học được nó có 42 chữ cái, thì sau đó quý vị học được 42 chữ cái nó mình đánh vần được, ghép với nhau được đó, ghép được. Đây là chữ Sri. Đó, thì quý vị quán tưởng đây là bông sen. Đơn giản thí dụ như là con thêm nó 6 chữ thì quý vị quán tưởng 6 cái bông sen, không phải một cái bông sen 6 cánh. Trên đó nó có cái đĩa mặt trăng. Trên mặt trăng nó có cái chữ Sri. Đây là chữ Sri đứng như này. Đó, nó vậy đó. Đứng vậy. Thì kế tiếp thường thường đó là khi tụng Tây Tạng đó là nó có hai cách tu. Một đó là mình đọc trước xong rồi mình quán tưởng sau. Và người nào mà tu khá rồi đó thì đang lúc đọc quán tưởng liền đó, đọc tới đâu là trên này nó làm y chang đấy, cho nên là nó nhanh hơn. Quý vị hiểu không? Cái người không quen đó thì mới đầu đọc đó, trên đầu mình có một bông sen, nhưng bông sen có phải trăng sáng, ok, bông sen rồi ra rồi, trăng rồi ra rồi, chữ ri rồi ra rồi, thí dụ vậy đó. Còn mà người nào tu quen rồi đó thì đọc tới đâu thì trên này nó ra ngay lập tức. Thì cái chữ si đó quý vị phải tưởng tượng là nó chiếu ánh sáng, là chiếu hào quang năm mười phương. Mười phương là đông tây nam bắc, là bốn góc, là trên dưới, chiếu tùm lum hết. Trong hào quang đó có đủ thứ bảo vật cúng dường đến chư Phật, tức là không phải hào quang bắn không đâu. Trong hào quang nó có tất cả những thứ cúng dường của chư Phật Bồ Tát, nó tỏa ra mười phương đến tất cả mười cõi, bay tới cõi A Di Đà, cõi Dược Sư, cõi A Súc, cõi Bảo Sanh Như Lai, A Súc Bệ Phật, nó đi. Quý vị biết cõi nào làm cho nó đi tới cõi đó. Rồi sau đó từ mười phương chư Phật Bồ Tát đó tỏa ra cúng dường thôi, tất cả hào quang nó lại rút trở lại, bay trở lại cái chữ Sri. Và thí dụ đây là cái chữ Sri đây. Đó, tôi phải mọc thêm cánh tay nữa để cầm cái này. Và đây là chữ Sri đây nha. Thì hào quang nó tỏa ra mười phương cúng dường chư Phật. Cúng dường xong rồi, cái hào quang nó lại thu trở lại, nó rút trở lại cái chữ Sri này, bay trở về đây. Và trên đường trở về đó thì những hào quang này đi xuyên qua các cõi làm vơi đi khổ đau của một loài chúng sinh. Và khi mà hào quang tỏa ra thì đem tất cả những đồ tới cúng dường chư Phật. Và khi mà nó rút về đó thì nó mang theo phước của chư Phật rút về. Trên đường nó đi đó, on the way home đó, thì nó làm cho tất cả chúng sinh được vơi đi đau khổ. Rồi sau khi hào quang được thu về chữ Sri đó, thì lúc đó cái chữ Sri này đó nó biến thành quan theo bốn tay instantly, biến thành quan theo từ cái chữ Sri nó biến thành quan năm ngay lập tức, biến thành quan năm bốn tay đó, bốn tay. Và sau khi quán đầy đủ như trên á, tức là những cái mà hồi nãy tôi vừa mới nói đó, quý vị thấy chữ ri bắn ra hào quang rồi trở về không hết, lúc đó xong xuôi hết rồi, lúc đó mình tụng tiếp. Trên đầu tôi và tất cả chúng sinh có hoa sen trắng và một vầng trăng, có chủng tự ri biến thành Quan Thế Âm, thân ngài tỏa sáng ra ngũ sắc đó. Rồi khi mà quý vị quán tưởng như vậy rồi, mình vẫn tiếp tục tụng tiếp. Cái bài tụng ở đây là chi? Là nó chỉ có nhắc lại đó, nhắc lại cái hình quả con theo làm sao thôi. Đôi mắt từ bi nhìn khắp chúng sinh, cái này giống mắt thương nhìn đời á. Tự nhãn thị chúng sinh. Ở đây có ai biết mắt thương nhìn đời không?
mắt từ bi nhìn chúng sinh với bốn tay hai đầu, hai tay đầu chắp lại, bốn tay hai cái tay đầu chắp lại. À, cái này phải trở lại cái hình quán thêm hồi nãy. Hai tay sau, tức là hai cái tay đầu chắp lại rồi, hai tay sau thì tay phải cầm chuỗi hạt, tay trái đó, dịu dàng cầm bông sen trắng. À, đây cầm bông sen trắng hồi nãy, hình bông sen xanh. Không sao quý vị, đúng bông sen trắng cứ y chang này. Phật A Di Đà ngự trên đỉnh đầu của ngài. Quý vị hãy quán tưởng trên đỉnh đầu này là Phật A Di Đà ở trên này, ngồi trên này. Đó. Đây không nhìn thấy là cái nhỏ xíu trắng ở đây đó, là quý vị phải quán tưởng Phật A Di Đà ngồi trên này. Tại vì mật tông nó các vị Di Đăng đó, là tu theo mật tông Tây Tạng là luôn luôn phải để, phải tưởng là đặt trên đầu của mình đó, là có vị bổn sư của mình ngồi trên đầu. Trong tất cả các thời, lúc nào bổn sư của mình cũng ngồi trên đầu đó, để làm chi? Để luôn luôn soi sáng cho mình, ban cho mình phước đắc sinh. Và khi mình làm cái gì bậy đó, ê, ông ngồi trên đầu đó nha, ông đang nhìn đó. Đó. Và vậy người đạo Chúa đây vậy thì khi làm ác cẩn thận, có thiên thần bên tay phải và Lucifer, Satan bên này nè, hai bên, hai vai quỷ thần. Nhưng mà thời nay không tin nữa, cho nên ta làm ác như chơi nè. Còn người thời xưa mà tin cái đó không dám làm ác. Nhân Tây Tạng thì họ lúc nào cũng quán tưởng cái vị Guru Lama ngồi trên đỉnh đầu. Cho nên là lúc nào cũng có cái gì nói, oh Lama, please bless me, help me. Quán tưởng A Di Đà ngồi trên đỉnh đầu của ngài. Tại quan theo Bồ Tát là đệ tử của Phật A Di Đà, ngồi trong tư thế Kim Cang. Kim Cang tức là kiết già đó. Ngài là hiện thân của từ bi vô lượng. Dưới chân ngài con xin đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quan Thêm Bồ Tát. Đó. Rồi, sau khi tục xong rồi lại quán tiếp. Đó. Quán tức là visualize nó ra. Cái phần mà mình tưởng tượng nó đó, tức là mình đang sáng tạo, đang create. Một lần nữa hôm qua tôi nói nó Tây Tạng họ xài những cái phương tiện thiện xảo. Thường thường mình làm gì, mỗi tối quý vị làm gì, quý vị biết cũng, quý vị cũng quán tưởng đó. Quán tưởng là hôm nay mình tới sở là gặp ông boss là hai bên cãi lộn qua cãi lộn lại, nó nói mình cái project là chưa xong nè. Quý vị đang quán tưởng á, biết không? Quý vị quán tưởng gì? Quán tưởng hồi tưởng lại cái cảnh cũ cãi lộn gây sự buồn phiền. Quý vị quán tưởng lại trong đầu của mình, thì thay vì làm cái chuyện đó, làm cái chuyện phiền não, quán tưởng cái phiền não đó, visualize cái mà cái chuyện mà buồn phiền đó, thì mình làm gì? Cũng xài cái tâm nó vẽ nó ra một cái cảnh thiệt là đẹp. Cảnh là gì? Vẽ ra một cái thân của Bồ Tát. Tâm của chúng sinh nó thay vì trong Kinh Hoa Nghiêm nói tâm là một họa sĩ khéo vẽ ra muôn ngàn cảnh giới, và nó vẽ ra cái thân của mình, và vẽ ra cảnh giới của mình, và vẽ ra cái cuộc sống của mình. Cho những người nào mà negative thinking, tức là bi quan nếm thế, mỗi ngày nghĩ trời ơi sao đời tôi khổ quá, ai cũng phụ bạc tôi, rồi tôi xui quá gì gì, quý vị cứ nghĩ như vậy là quý vị biết làm gì không? Quý vị đang vẽ ra trong tâm của quý vị một cái cảnh giới tương lai cho quý vị đi vô. Cho những người nào hay đau khổ, phiền não, buồn phiền, nhớ lại đó, mình là chủ nhân, mình chính là cái người vẽ cuốn phim đó, và rồi mình sẽ đi đóng cuốn phim đó, vì hiểu không? Phật nói chúng sinh là người tạo tác cái nhân, và chính người đó cũng là lãnh quả. Thì giờ tôi giảng theo kiểu mới là quý vị là cái người viết là cái script, viết là tựa là ngày hôm tối đi ngủ ngày hôm nay đó, quý vị tưởng tượng cũng vẽ ra, nhưng mà thay vì vẽ con năm, quý vị vẽ gì? Vẽ là ông chủ, là vẽ là chồng con, là hai bên cãi lộn nhau, rồi xế chiều đánh lộn nhau, rồi giờ mình sùng quá thì sao? Tức quá ngày mai vô phải chửi lại. Nếu mà chửi lại chửi sao ha, chửi sao cho tên nó tức học máu ra. Rồi thì quý vị lại hồi nãy quý vị làm gì? Quý vị vẽ ra cái quá khứ, rồi xong rồi quý vị làm gì tiếp? Quý vị vẽ ra cái tương lai, để tương lai đó làm gì? Để ngày mai mình tới đóng tiếp, đóng phim tiếp. À, mình vẽ cái script trước rồi, ngày mai tới gặp nó mà nói mình câu này, mình sẽ nói lại câu khác. Nó nói mình một câu, mình nói nó hai câu, nói làm sao cho nó tức học máu chơi, thí dụ vậy.
Thì quý vị thấy không, ai vẽ cái đó ra? Ai? Mình vẽ. Rồi mình vẽ say sưa cái quên ngủ luôn. Vẽ say sưa cái quên ngủ, trời hăng quá trời. Nếu mà nó chửi mình mà giữ mình cãi mà nó không nghe thì sao nữa? Cái tự nhiên là ngủ cái đầu nó bắt đầu nóng lên, cái bắt đầu ra vặn mới lạnh, vặn mới lạnh thêm. Rồi phim đang hay quá, đang tới hồi gây cấn, hai bên sắp sửa đánh gọn rồi, cái mày không muốn ngưng, làm sao con làm cái chàng này mình nghĩ tiếp nữa. Mà nó đang ngon chớn rồi, có bị xem phim mà khi mà đang ngon chớn thì đâu có tắt được, đúng không? Cái thôi cứ đóng phim tiếp tới sáng, cái ủa chết chưa tới giờ đi làm rồi, rồi thôi vô cái lúc đó mình đóng phim như vậy đó. Thì giờ cái phần sinh khởi đây nó hay ở chỗ nào? Nó chỉ cho chúng ta cũng xài cái tâm mà vẽ bậy bạ đó, làm ơn vẽ dùng cái này nè. Vẽ là con theo âm dùng nè. Rồi bắt đầu quý vị nào mà nghĩ lung tung, bắt đầu nghĩ ở ha, con theo âm ha, rồi có một cái đầu, hai cái tay nè, cái tay này ôm ngọc bunny, là tay này ôm chuỗi nè, rồi sao nữa ha, thí dụ vậy. Đó, quý vị không nghĩ rồi cái quên ngủ có tiêu, tại không quen nghĩ cái đó, mà nghĩ tới chuyện cái lộn đó, nghĩ tới sáng luôn. Sau khi quý vị quán tưởng xong rồi, bắt đầu tụ để cho nó nhắc lại cái đó, rồi xong rồi lại quán tiếp. Giờ bắt đầu thi triển thần thông. Tức là tích tạng nó làm gì? Mình tu chưa có thần thông, nhưng mà cứ làm như mình có thần thông rồi đó. Làm bằng cách gì? Tức là tiếng Anh nó lại gọi là do as if, làm như mình as. Thì bắt đầu mình quán tưởng tiếp. Quán tưởng tức là tưởng tượng đó. Toàn thân con tham Bồ Tát bắt đầu tỏa hào quang ra chiếu khắp mười phương. À, hồi nãy là chữ khê thôi, bây giờ bắt đầu thấy cái thân con tham Bồ Tát. À, kéo tới kéo lùi vậy, lấy cái hình con tham Bồ Tát ra. Toàn thân con tham Bồ Tát tỏa hào quang chiếu khắp mười phương và biến tất cả mọi vật thành thanh tịnh. Thì ở đây đó là qua thân của con tham Bồ Tát chính là cái chánh báo, tức là một cái người chính, rồi tỏa hào quang ra các nơi, biến tất cả mọi vật biến thành thanh tịnh. Tức là sao? Mình làm cho cái y báo, cái khung cảnh trở thành thanh tịnh. Đó, bằng cách gì? Thanh tịnh sao? Biến cảnh giới chung quanh trở thành cực lạc, Sukhavati Devachan. Và cái cảnh giới là cực lạc rồi, thì giờ đến tới chúng sinh, mọi người xung quanh trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó, tức là tưởng tượng tất cả chúng sinh ở trong cái quận là Orange County này, thôi nhớ bự quá, ở trong Houghton Valley thôi, chưa quen quán lớn, quán là nhỏ thôi. Trong Orange County này, Houghton Valley này biến thành Quan Thế Bồ Tát hết. Rồi tất cả những cái âm thanh chung quanh này trở thành thần chú của Quan Thế Âm. Tức là mình nghe cái tiếng gì đó, thì mình thấy cái tiếng đó là gì? Om Mani Padme Hum. Ai chửi mình á? Ủa? Nói gì vậy? Om Mani Padme Hum hả? Ví dụ vậy. Rồi, huệ. Khi nào quý vị nghe ai chửi mình á, biến nó thành Om Mani Padme Hum liền. Thế, phải rồi. Rồi mọi sinh hoạt, tức là mọi activity của tâm mình đó, bắt đầu nó nghĩ gì đó đó, thì biến cho nó trở thành tâm của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó, để cho luyện cho cái tâm của mình nó tương ưng với tâm của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và sau nữa thì cuối cùng là ngay cả cái thân của mình đây cũng trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát luôn. Tức là cuối cùng finally I become Quan Thế Âm Bồ Tát. Quán trình đầu rồi, cuối cùng nhập vô mình. Mình lúc này mình có quyền đồng hóa mình với Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi xong đó quý vị lại tụng tiếp. Hồi nãy là mình quán tưởng xong rồi, quán tưởng là tưởng tượng ban đầu, thì giờ bắt đầu mình tụng, tụng để cho nó mạnh hơn. Thân ngài Quan Âm tỏa khắp hào quang, tiêu trừ mọi ác nghiệp và vọng tưởng, cảnh giới bên ngoài biến thành cực lạc. Thân khẩu ý của chúng sanh trở thành thân khẩu ý của Quan Âm Bồ Tát. Mọi hình sắc, âm thanh và tư tưởng đều tăng và hợp nhất vào tánh không. Rồi, đó. Tới cái phần này là xong cái phần sinh khởi Kirin mà tạo ra rồi. Xong rồi kế tiếp sang cái phần đó rồi đó, thì
quý vị bước sang cái phần trì chú đó, tức là quý vị nói tiếng theo kiểu tiếng Anh là setup đầy đủ hết rồi, bông sen đây rồi, phóng hào quang tới lui rồi, xong xuôi rồi, cuối cùng cái nó nhập vô mình rồi, mình biến thành Quan Âm Bồ Tát rồi, ngồi chơi xe nước hay là sao vậy, hay là tính làm gì đây, tôi là Bồ Tát rồi, làm gì nữa, what next, không, ta ngồi đó chơi không phải, nhưng Bồ Tát phải đi cứu độ chúng sinh chứ. Tức là sao, tức là quý vị thấy là cái những cái technique tu này nó làm gì, nó đang sửa soạn, nó chuyển, nó tập cho cái tâm của mình làm Bồ Tát, đang tập thôi, đang giả bộ, nó giả bộ trong tâm thôi, đang vẽ những cái phim thôi. Mình quán tưởng là Bồ Tát xong rồi, bắt đầu sang Bồ Tát làm gì, Bồ Tát bắt đầu trì tụng thần chú. Cái phần sau khi quán tưởng xong xuôi hết, bắt đầu mới, lúc đó mới chụp cái sâu chuỗi của mình cầm lên đó. Cho nên các bạn mang Tây Tạng, quý vị thấy là có sâu chuỗi đó. Ai có sâu chuỗi đó, quý vị nào mà niệm A Di Đà nhớ giữ sâu chuỗi, để mà khi mà lên cực lạc xong rồi trở lại đó, con cháu cầm sâu chuỗi ra đưa ra, hết cái này của ba của má nè. Nhưng mà cái kẹt một cái là mình về cực lạc rồi, nó khi trở lại con cháu mình nó chết hết rồi, tại lâu quá về cực lạc ở trên, nó lâu quá, cho nên thôi có sâu chuỗi rồi khỏi còn để lại chi. Nhưng mà các Lạt Ma đó thì chừng 1 năm 2 năm họ trở lại liền, nên sâu chuỗi vẫn còn đó. Thì khi mình quán tưởng, bắt đầu lúc đó mới cầm sâu chuỗi lên tụng A Ma Ni Ba Ni Hồng, thí dụ vậy, không phải không có tụng vậy, không tụng được. Nó quý vị thường thường mình không đánh mõ vậy, lúc đó nó quý vị vẫn niệm vẫn tụng mà tâm vẫn phải tiếp tục quán tưởng nha. Cái khó của Tây Tạng là như vậy đó, tôi phải tu là trong lúc niệm trì chú tâm vẫn phải tiếp tục quán tưởng non stop. Thì đây đó, nó có, tôi chỉ cái ghi ra cho quý vị 6 cách quán tưởng thôi, mình thích cái nào mình làm cái đó. Tức là khi mình trì chú bắt đầu ngồi, bắt đầu là hôm mà mình thường thường quý vị không quen đó, thì mình tụng Om Mani Padme Hum. Padme Hum nó hơi khó nên tụng theo Tây Tạng dễ hơn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Tụng vậy đó. Tụng vậy được rồi, đừng có tụng theo nó giống như cái mặt mang đó. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Thầy thằng trả hôm nào hôm qua mà ai nói thầy chi siêu nhỏ khó sao tụng lớn quá. Nhưng mà quý vị người nào phải có lòng lực bự đó thì tụng chú nó mới tốt hơn, cho lòng lực dẹp dẹp và thiếu ăn thì là tụng không tốt lắm. Thì quý vị khi tụng như vậy đó thì một, tùy mình thích hợp cái nào trong 6 cái này quý vị tu. Một đó là trong lúc tụng Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, thì lúc đó đó là mình quán tưởng cái hình dáng Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Từ tổng quát cho tới chi tiết mới đầu vào, bắt đầu vừa tụng vừa quán tưởng là mình có 4 tay, 2 tay ở đây, 2 tay ở đây, rồi sơ sơ chỉ biết mình có 4 tay thôi đó, rồi tiếp tục tụng, rồi từ từ 4 tay rồi đó, xong bắt đầu nhìn kỹ focus rồi cái viên ngọc châu ở đây, 2 tay đang ôm ngọc châu ở đây rồi, cho nó rõ rồi. Trong lúc tất cả làm chuyện đó, niệm vẫn tụng nha, bắt đầu tay này cầm sâu chuỗi, miệng vẫn tụng Om Mani Padme Hum. Thì nếu quý vị tụng nhanh đó, tụng nhanh thường thường khi mà các vị tu tụng nhanh đó thì thường không nghe thấy gì hết á, chỉ nghe cái chữ hùng 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 à. Tụng nhanh, ô là hùng mà 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 Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đó, xong rồi quý vị quán tưởng tiếp bên này. Đó là quán tưởng hình dáng Quan Thế Âm. Mình quán Quan Thế Âm là technique đầu tiên. Nếu mà người nào mà không có quán Quan Thế Âm ra nổi 4 tay hay gì nhiều quá, rắc rối quá, thì quán là bộ sen. Ở đây đó thì quý vị đa số Việt Nam ở nhà có trồng bông sen không? Cái hồ nhỏ bông sen, mình nhìn thấy bông sen nó quen rồi. Thì quán bông sen 6 cánh.
Thì môn sanh sáu cánh nó hơi khó một chút xíu rồi, phải vào đây để ngắn thôi. Thì quý vị quán tưởng, tại vì sao? Tất cả quán tưởng là mình đang là quán năm mà. Thì quý vị phải quán tưởng cái bông sen sáu cánh nó ở đâu? Đấy, trên đầu rồi. Trên đầu là hồi nãy. Bây giờ là quán tưởng bông sen sáu cánh nằm ngay trên ngực của mình, là ngay trên chỗ này này. Ngay lên ngực của mình, ngay lên ngực Quan Âm Bồ Tát, tức là me, I am Quan Âm Bồ Tát. Thấy bông sen sáu cánh này, đó, nó nằm đây này. Đó. Rồi trên đó có cái chữ Sri, vậy vậy thôi. Từng nói ít rồi. Sáu cánh, chữ Sri, vậy thôi. Trong lúc chỉ tụng chỉ có chú tâm ở đây thôi. Chỉ chú đây. Đó. Chỉ chú đây. Quý vị chỉ chú đây thì khi quý vị chú tâm ở đây thì cái luân xa ở tim này nó sẽ mở ra. Nó mở ra từ từ. Tâm chú ở đây, bông sen chữ Sri đó, từ từ khai mở cái tâm từ bi của mình. Đó là cách thứ hai. Là cách thứ ba là bông sen sáu chữ. Bông sen sáu cánh, còn bông sen sáu chữ. Cái bông sen sáu cánh nó dễ hơn. Tại sao? Quý vị chỉ cần quán tưởng cái ngực của mình có cái bông sen có sáu cánh thôi, nhiêu đó đủ rồi. Giờ cái quán thứ ba là bông sen sáu chữ cộng thêm sáu chữ là sao? Nó khó hơn, tức là sao? Tức là trên mỗi một cái cánh sen đó, tôi phải nhét một cái chữ vô. Nó khó vậy đó. Rồi đó. Quý vị phải, một cái cánh sen quý vị phải nhét, phải quán tưởng cái cánh sen đó nó có chữ ôm nè. Cánh sen thứ nhì là chữ ma nè. Cánh thứ ba là ni nè. Thật ra chữ này chữ pa thôi, tại vì nó viết dính liền chữ pa với chữ d đây. Nó là pháp nê, nó là cái cách viết của thiền tạng. Pháp nê. Rồi chữ hùng này. Đó. Thì mỗi một cái trên một cái cánh sen đó, quý vị phải nhét một cái chữ này vô. Thì, tức là cái tâm người đó bắt đầu nó focus, nó chú ý vào nhiều hơn. Quý vị thấy đây là cái bông hoa này là ôm nè, ma nè, mì, mê, hùng, chạy hùng nhộng. Thì trên mỗi một cái cánh sen thì có một chữ. Đây tôi viết sai này nha. Trên mỗi cánh sen nha, chứ không phải bông sen nha. Trên mỗi cánh sen có một chữ. Đó. Và nó còn khó hơn nữa, cứ càng ngày nó càng khó. Thì quý vị phải quán tưởng là chữ ôm á, nó màu trắng. Rồi chữ ma nó màu xanh lục. Xanh lục là màu green. Chữ ni á, là màu vàng. Chữ tát là màu xanh lơ, tức là blue. Mê nó là màu đỏ. Hùng là màu đen. Đó. Thì cái này khó rồi. Nói cho quý vị biết cho vậy thôi. Rồi, cái cách quán thứ tư là quý vị chú ý vào cái chữ Sri nên ngược Quan Âm Bồ Tát. Là lúc này mình, cái người nào mà muốn thần thông nhiều thì quán chữ Sri này đó, tỏa ra liên tục muôn vạn hào quang. Tỏa ra toàn hào quang. Trong đó có đủ loại bảo vật chân quý bay đi mười phương, cúng dường chư Phật Bồ Tát nữa. Hồi nãy là cái này đó là nó nằm bên ngoài, chưa phải mình, bây giờ là mình. Quán tưởng nó là mình. Hào quang này nó cũng mang y chang như cái lần đầu, nhưng mà chỉ có khác là bây giờ là chính mình, nó nằm ngay đây. Hào quang này bay ra cũng dường chư Phật mười phương. Xong sau đó rồi những cái hào quang này nó rút trở về lại vô đây, mang theo tất cả những cái blessing, những cái phước lành của chư Phật. Rồi thứ năm, cái cách quán thứ năm, tức là lấy là trong túc quý vị làm những cái này đó, thì niệm vẫn phải trụ. Vẫn tụng đó chứ. Cái tiếng làm nhưng mà vẫn vang ngoài, cho nó vang ngoài. Rồi sau đó cái cách cái quán thứ năm này đó, nó good rồi, nó tốt rồi. Những người nào muốn làm Bồ Tát, Bồ Tát khá đó, tức là khi mà quý vị, tại sao mà cái này nó hay là mình có thể làm Bồ Tát trong cái sự quán tưởng, và ngay khi quý vị vào thân trung ấm cũng là Bồ Tát được liền. Cái quán thứ năm là từ nơi ngực của ông Bồ Tát tỏa ra hào quang trắng chiếu tới cõi địa ngục. Nói chung ở đây tôi đề là hào quang chiếu sáu cõi, đơn giản. Tức là mình quán tưởng cái hào quang trắng đó, nó chiếu tới xuống cõi địa ngục. Lúc đó phải tưởng tượng cõi địa ngục, chiếu xuống địa ngục, làm tiêu trừ mọi thống khổ của chúng sanh ở dưới địa ngục, làm cho người địa ngục được tươi mát, trong hỏa ngục được tươi mát, người trong hàn ngục được ấm áp.
Rồi sau đó cái hào quang sáng này lại chiếu tới cõi ngạ quỷ, làm cho họ hết đói khát. Đó. Thì cái này quý vị phải tưởng tượng nha. Quý vị phải tưởng tượng là ngạ quỷ chung quanh là nó đang đói hết. Thì cái hào quang này nó tỏa ra tới đâu đó thì ngạ quỷ no đủ tới đó và giải thoát. Chiếu tới súc sinh thì khiến cho súc sinh hết sợ hãi vì ăn nuốt lẫn nhau, và cứ thế chiếu hết sáu cõi chúng sinh. Tức là người nào mà có cái tâm từ bi muốn cứu độ chúng sinh trong sáu cõi đó, quý vị vừa chỉ chú Nga Lạt Ma mà thương chúng sinh đó, chỉ chú Om Mani Padme Hum, trong lúc chỉ chú như vậy đó thì tâm đang tỏa hào quang đi sáu cõi để mà cứu độ chúng sinh. Đó. Thì lúc đó quý vị nói trời, cái này chắc có bộ chuyện xa vời quá, chắc ngồi tưởng tượng chơi, không có chơi. Nếu mà quý vị làm chơi thì nó biến thành chơi, mà quý vị để hết tâm vào đó, thì nó sẽ thành thiện. Tâm nó như vậy. Quý vị nghĩ ồ cái bà này cái chơi, tôi muốn quýnh cho bà một trận. Ví dụ vậy. Rồi, quý vị nghĩ chơi một lần không sao đó, mà mỗi ngày quý vị cứ nghĩ vậy thì sao? Thì sẽ có ngày quý vị tới, quý vị tán cho bà mấy cái. Đơn giản thôi. Cái program đó mình cứ viết ngoài, repeat ngoài trong đầu thì sao? Nó sẽ thành thật. Khi thành thật nó gọi là manifestation. Nó biểu hiện ra. Duy thức là như vậy đó. Thì sao? Quý vị mới làm nó, trời cái này tức cười quá, ngồi tưởng tượng chơi vui quá, không có vui. Các lạc ma họ làm thiệt. Cho nên khi mà họ làm thiệt đó, thì họ nghĩ tới nó thành, tức là cái đó gọi là định lực. Cái định lực nó mạnh, nó nghĩ là nó thành. Còn định lực mình yếu, nghĩ đâu thành. Tôi muốn biến bà thành con cóc, cóc cóc cóc, không thành con cóc. Nhưng mà nếu mà mình tu khá là biến thành con cóc, mình tâm biến thành con cóc. Tại vì tu mà tâm không thể nào biến thành con cóc thành được hết, chỉ có biến ra thành con năm thôi. Cho những người nào thực tế đó, mà học mấy này của tháng này sao kỳ quá, nhất là những người mà học thiền á, thì thấy cái này sao kỳ quá, sao cái này hoàn toàn là xài cái tâm tưởng tượng, no good. Tưởng tượng bậy với no good, còn tưởng tượng thiệt như vậy là toàn là chỉ có cứu độ chúng sinh. Tâm của các vị này lúc nào cũng cứu độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Thế khi mà vào chân trung ấm rồi đó, nếu không đời này ngay lúc sống không thể thoát, mà vào trung ấm một cái, quý vị nghĩ mình là con năm một cái, tức khắc là gì? Biến thành con năm ngay lập tức. Nghĩ là Phật A-di-đà là Phật A-di-đà tới cứu ngay lập tức. Đang bị ma rồi cái A-di-đà Phật ấy mất ngay lập tức. Bây giờ quý vị vào sân trung ấm, nghĩ tới mình là quan âm bồ tát một cái, ngay lúc đó là thành quan âm bồ tát ngay lập tức. Ok thôi, giờ phóng hào quang cứu độ chúng sanh khởi coi, thành lên hay vậy đó. Quý vị nghe thấy tức cười không? Nó thế giới nó như vậy đó quý vị, nó gọi là thế giới ảo. Thời nay quý vị sao, quý vị thế giới ảo sao? Quý vị lên trên internet quý vị làm gì, chat chatting, à, con chat với nhau rồi hẹn nhau rồi luôn hết. Đang sống trong thế giới ảo đó. Mà mình không biết xài cái thế giới ảo đó để mà giải thoát. Mình xài thế giới ảo đó để làm gì? Chơi đánh bài casino, nó bay hết tiền. Đánh trên đó ảo mà tiền có hết thiệt không? Thiệt nó lạ vậy đó, thấy không? Chơi ảo thì trên này mà trong tiền nhà băng thì nó từ từ nó bay hết. À, nó vậy đó. Ảo mà thiệt. Thì đây mình sao? Mình quán tưởng cái trò dễ quá. Nhưng mà khi quý vị thành tựu cái này đó, vào thân trung ấm quý vị giải thoát ngay lập tức, cứu độ chúng sanh ngay lập tức. Vì nhà này thấy mê ly rụng rộng ha. Chịu lại, chịu lại. Giờ cái thứ sáu. Thứ sáu là chú tâm an trụ vào tiếng chỉ chú. Thì cái này là cái người dành cho cái người mà không có quán ra được gì, nhắm mắt lại thấy tối thui à. Nhắm mắt lại chỉ có thấy một màu đen thôi, không thấy gì hết. Tại sao? Tại vì chúng ta quen sống với nhục nhãn, mắt nhìn thấy, này nhìn thấy, nhắm mắt lại không thấy gì hết. Quen sống với nhục nhãn, cái gì mà mắt không thấy là không biết. À, đa số những người mà chúng sinh người thường sống quen như vậy, nhắm mắt là không thấy gì hết. Nhưng mà quý vị quên mất rồi. Quý vị nhắm mắt, quý vị vẫn thấy, quý vị vẫn thấy phiền não, phải không? Có thấy phiền não không? Tối đi ngủ quý vị có thấy, nằm mơ có thấy chuyện này chuyện nọ, chối khi lên nằm giường á, là mắt nhắm rồi,
mà tâm vẫn thấy ngày hôm nay ông sợ làm cái gì, mình đi mua đồ, mình đi shopping, mình chơi, mình làm gì vẫn thấy không? Thấy. Cái thấy đó là tâm thấy. Quý vị chưa quen xài cái tâm nhãn, mà mình chỉ sống với nhục nhãn, mình không quen sống với tâm nhãn. Trên cách quán tưởng là chi? Visualization là gì? Nó đang tập cho mình xài tới cái tâm nhãn. Quý vị muốn có tâm thông phải không? Muốn nhìn, muốn biết người ta nghĩ gì phải không? Muốn biết kiếp trước của người ta là gì phải không? Tại sao các bạn ma làm được? Người không làm được tại mình sống nhục nhãn đâu, xài tâm nhãn đâu. Thế giờ muốn quý vị là muốn tâm nhãn đó, muốn làm thầy bói đó, tập tu cái này. Bói tử. Bói tử. Cái thứ sáu là xài cho những người nhắm mắt lại thấy tối thui. Thì lúc đó là gì? Chỉ có chú tâm vào tiếng chỉ chú thôi. Niệm đó, không mời với ông thì tai lắng nghe. Đó là cái cách trì danh niệm Phật, quý vị biết không? Ở đây ai trì danh niệm Phật? Phật ra chư tổ dạy kinh Quán Vô Lượng Thọ, dạy 16 phép quán lận. Mà chúng sanh càng ngày nó càng bết. Ban đầu Phật dạy quán tưởng là mặt đất bằng lưu ly không ra, quán nước cũng không ra, quán mặt trời cũng không ra. Mặt trời có địa chỉ ra, nhìn mặt trời nó đỏ đỏ, nhắm mắt lại tưởng tượng là mặt trời đỏ cũng không làm được nữa. Cuối cùng nó thôi, chư tổ nó thôi kệ nó thôi, chứ ai gì đạo Phật lắng nghe được rồi. Trì danh niệm Phật tức là mình nói làm sao thì lắng nghe cái tâm, cái âm thanh nó thôi. Giờ mình là mình ưa dễ, nó thôi cái này dễ thôi, cái này dễ là làm đi, thế mình thích dễ thì làm dễ, hồi cuối cùng là thành trở thành độn căn hết. Mình muốn thành Phật mà tu dễ thôi. Bây giờ nếu mà quý vị không quán tưởng gì hết thì lắng tâm vào, thay vì trì danh niệm Phật thì trì chú, chú tâm vào câu chỉ chú. Rồi cái phần tu tập sinh khởi này đó, creation, tức là gồm có quán tưởng xong chỉ chú, thì có thể kéo dài bao lâu tùy ý. Tức là khi quý vị bắt đầu vô cái này, phần này rồi, quý vị có thể tu 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng hay là 15 phút, tùy quý vị. Có thể chỉ tụng 100 câu, 1000 câu hay là 100.000 lần. Rồi bây giờ sau cái phần quán tưởng rồi thì chúng ta đi tiếp, đi cho nhanh, tại vì không đủ thì giờ. Sang cái phần thành tựu, tức là sau khi mà quán tưởng chỉ chú, gọi là set up phim, bộ phim mới đủ thứ trong xuôi hết rồi, thôi giờ phải đóng phim lại chứ, coi phim ngoài nó được. Tới giờ đi làm bếp rồi, để làm cơm cho chồng con ăn chứ, chứ ngồi đó ngoài làm con năm ngoài đâu được. Con năm ngoài là nhà có phiền não, làm vừa phải thôi. Mình thấy phần thành tựu, tiếng Thầy Tạng là dốc rìm. Thì sau khi thành tựu, chỉ tụng cái theo cái số mình ước định là mình tính là chỉ 100 lần hay là mấy số chuỗi đó, thì chúng ta bước sang phần yoga thành tựu. Yoga thành tựu thì tiếng Thầy Tạng nó hay xài chữ yoga là yogi, tức là quý vị đừng có để ý lắm, tại chu yoga tức là practice thôi. Cái phần thành tựu nó tức là thu cái phần tất cả những cái mình bày ra, mình vẽ ra hồi nãy đó, thì làm ơn dẹp lại. Thôi đấy, mình vẽ ra hả? Thì phải đóng lại chứ. Giống như các lập ma khi làm cái mặt đà la xong thì làm gì? Xóa đi nhá. Đúng rồi. Còn mình bày ra xong rồi cái lấy đồ keo xịt xịt giữ lại, để lên trên tường là đừng có mất phí quá. Thôi mình vẽ mình là con năm xong cái thôi, thôi thôi giờ tôi là con năm forever nhá. Ngồi đó ngoài cũng được. Chính vậy nếu mình ngồi đó hoài tức là thành mình chấp mà. Chấp có rồi. Vẽ ra phải phá đi để chi? Để ý thức được nó là không, nó là sản phẩm của tâm. Rồi mình vẽ ra xong, ô nó thiệt quá, thiệt quá, trời ơi thiệt quá. Giống như mình ngủ vậy đó, mình tối ngủ cái rồi nằm mơ thấy cọc được, cái bỏ chạy. Bỏ chạy thấy cọc nó nhào tới mình, cái hoảng hồn tỉnh dậy. Thì may nhờ quý vị tỉnh dậy đó thì cái ác mộng nó chấm dứt. Còn nếu mà quý vị không tỉnh dậy thì người ta tát tát cho mấy cái nhảy lên nhảy xuống bị cọt tiếp tục ăn. Nên quý vị phải tỉnh dậy. Thì những người nào mà suy nghĩ nhiều quá, quý vị những người bị tâm thần đó, tức là sao? Họ bị catch, bị dính trong cái thế giới của họ rồi, họ ra không được. Không ra được, khổ quá. Không ra được cho nên cuối cùng phải
tự tử thì may ra ra được. Cái đó là họ nghĩ thôi. Họ nghĩ là bắn vào pháp chắc hết khổ, không có. Họ đang sống cái thế giới của họ, cái thế giới Matrix rồi, không có đi ra được. Còn mình thì sao? Chính vậy mình vẽ cái cảnh đó rồi thì phải xóa đi để đi ra chứ, chứ ngồi ra ngoài đó được không? Ngồi ra ngoài là bắt đầu chấp với cái cảnh đó là tưởng nó là thiệt, mà không ý thức đến cảnh đó là do mình vẽ ra. Cho nên khi một quý vị ngồi nằm suy nghĩ, trời ơi mai mà ông chửi mình hay ông đánh mình hay là ông bố sống làm gì đó thì sao á, khổ quá khổ quá. Cái đang khổ quá khổ quá, cái nghe chuông điện thoại reng cái tỉnh dậy, chạy ra cầm điện thoại nói chuyện với mình, phải sao? Quên hết. Tức là sau chuông điện thoại nó làm gì? Nó kéo mình ra khỏi cái thế giới đang phiền não với ông chủ, mà ông chủ đó, ông chủ thiệt hay giả? Giả, ông chủ đó đang ở đâu? Trong tâm của mình đang vẽ. Xin nhờ đó, chính vì cho nên khi mình đang nằm mơ mà ác mộng la hét bị ma cà rồng bóp cổ đó, thì ông chồng bên cạnh tán cho mấy cái tát nhẹ nhẹ thôi nha, tát mạnh quá mà dậy có tát lại không, vỗ vỗ thôi, vỗ dậy 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 đi, dậy đi chứ đừng có làm bốp bốp mấy cái không được. Cái đó là đang nằm mơ. Còn nếu mà quý vị đang ngồi có suy nghĩ trở khổ quá thì sao? Cái người có tu thiền là sao? Có tỉnh giác là sao? Cái này vọng tưởng. Nghĩ khi nhận ra được cái đó, nhận ra được mình đang suy nghĩ lung tung, chấm dứt, stop right away, thì sao? Hết phiền não. Ngay một cái đó, cái đó nó gọi là ít đế đó. Gate gate parasangate, tức là go beyond, go beyond. Ngay lúc đó mình nhảy ra khỏi khỏi phiền não này một cách. Còn chúng sinh sao? Ồ thiệt quá, cháu ông đang chửi mình thiệt mà. Thấy rõ ràng nè, không ai thấy đâu, chung quanh không ai thấy hết, có mình thấy à. Phải không? Yeah. Cho nên mình đau khổ là gì? Chính mình tạo cho mình. Cho nên cái muốn hết đau khổ quý vị phải còn ở làm gì nữa không? Quý vị phải có khả năng tắt cái máy radio trong tâm mình, tắt cái tivi trong tâm của mình, nó đang chiếu mình coi nó ok, sau đó tắt liền, hết khổ. Còn sao? Những người coi phim bộ đó còn coi trời hay quá một giờ, thôi đáng coi tới 2 giờ. 2 giờ hay quá trời, trời cái này là khúc bị cấn, đáng tới 3 giờ. Không ra được. Quý vị muốn thoát khổ thì sao? Đang suy nghĩ bậy bạ lung tung gì đó không biết hay, hay là đang trúng số độc đắc gì đó, đang mừng quá sắp trời nhảy cả cân rồi, ngưng liền, nói stop. Là tâm phải stop. Có một cách nào? Chỉ đơn giản nói tắt máy đi ngủ, hay tắt máy làm việc khác. Đang làm gì đây? Đang rửa chén, đang rửa chén đi ông, đừng nghĩ gì nữa. Thôi. Nên tu muốn hết khổ phải gì? Nói đơn giản quý vị, tập khả năng tắt radio, tắt tivi trong cái tâm của mình thôi. Đơn giản thôi, chỉ nhìn quý vị nào mà nhìn có tivi mắc cái dán ở trong đó 24/24 là không có tắt gì được hết á. Cái tivi tắt không được, không tắt ở đây được, không tắt được. Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ đấy quý vị thấy tại sao cái tiến trình để mình hiểu cái cách tu nó làm sao, chứ mình nếu mà không có nói vậy quý vị cách tu gì kỳ quá, mẹ vẽ vời lung tung lung hết, xong nghe bắt là thu vô thu ra gì kỳ vậy, just image, gọi là imagination, tưởng tượng tu gì tưởng tượng không vậy, quý vị hiểu không? Nếu mà không có hiểu đó thì thấy tu gì ngồi tu tưởng tượng đấy giờ không phải, chứ là đang hiểu cái tâm của mình, đang play game với cái tâm của mình để chi, để điều khiển nó, để chi điều khiển nó để sau này mình có những cái khả năng thành thông để mà cứu độ chúng sinh. Và trước hết là cứu độ ai? Mình trước. Mình hiểu được tâm mình thì mình chỉ nó được. Rồi sau khi chỉ tụng xong thì quý vị bắt đầu gom tất cả cảnh giới vào chữ gì bằng cách gì? Bắt đầu cái bự nhất là y báo, là cái cảnh đó, trục lạc chung quanh. Cái cảnh đó thu vào cái chánh báo là quan âm. Cái cảnh bắt đầu nó thu lại là quan âm. Và tất cả chúng sinh đó, chung quanh cũng chúng sinh đó, ở đây thì thôi tôi nói nhanh ra, quý vị nó thu hết, hết cái đám lâu la mấy trăm người cho nhập vô hết, nhập vô một người thì người đã nhập vô mình. Thế thật là quý vị có thời giờ quán chiếu đó thì nó thấy từng người này nhập vào nhau, nhập vào nhau, nhập vào nhau. Đó, người này dính vô, dính vô, dính vô, dính vô. Và cuối cùng nhập vào mình, tất cả quan thêm Bồ Tát khác tan biến cái nhập vào quan thêm Bồ Tát chính này. À, ngồi đây thấy 200 quan Bồ Tát đây, tan nhập vô quan Bồ Tát này. Rồi sau đó quan Bồ Tát này cũng tan luôn, rồi từ tan biến vào 6 chữ ôm và lên hồn và diễm ngực.
16 chữ của Mani Pháp Hiền hôm nay đó, nó cũng tan, nó tan tức cười lắm. Không phải tan nhập vô khi liền, chứ ôm nó nhập vô chữ ma, rồi ma nó nhập vô chữ ni, nó nhập nhập từ từ 6 chữ. Rồi cuối cùng tất cả 6 chữ nó nhập vô cái chính giữa, tại vì 6 cái bông sen nó nhập, cánh sen nó nhập vô chính giữa chữ si. Rồi sau đó chữ si đó, chữ si đó nó nhập, nhập vào nhau. Nhưng mà cái này nó cũng tan từ từ đó. Cuối cùng cái này nhập vào cái này, rồi cái này nó nhập vào cái này, cái này nhập vào cái này cuối cùng vào cái chuyện này thôi. Cuối cùng biến mất luôn. Cuối cùng tan hết cả cái chữ suy này vào hư không đó. Đó. Cuối cùng chữ suy này biến mất vào hư không. Thì khi mà tan biến hết tất cả, trống trơn hết, thì lúc đó trụ, mình trụ trong cái tánh không đó, em thì không còn gì hết, không còn gì hết. Thì quý vị đạt tới cái này rồi, thì quý vị an trụ trong đó càng lâu càng tốt. Đây là cái trạng thái rỗng lặng, emptiness, không còn gì trong đó hết, tại tất cả đều tan biến hết, tan biến hết, tan biến hết. Rồi cuối cùng sang cái phần kết thúc là xuất định. Đó. Thì tan hư không rồi, vô chân không lại rồi, bây giờ ra ngồi trong chân không hoài làm A-la-hán à? Cũng vậy đó, chồng tới gõ chuông hay keng keng cảnh dậy đi chứ, ngồi hoài không được, ngồi lâu quá thì sao? Thì phải ra kết thúc. Khi chấm dứt buổi thiền quán thì lúc đó, đó mình mở mắt ra đó, thì phải nghĩ liền ngay lập tức là tâm của mình chính là Quan Âm Bồ Tát, tất cả chúng sinh cũng là Quan Âm Bồ Tát, và cái cảnh giới mình đang sống cũng là cảnh cực lạc. Nhưng mà kỳ này đó là những cảnh giới này đó, quý vị làm cho nó ra ngay lập tức, instantly, chứ không phải đi từ từ nữa. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là đủ rồi. Lúc đó mình tập nghĩ là tất cả những âm thanh mình nghe đó là tiếng vang của câu thần chú Om Mani Padme Hum, rồi sau đó quý vị tụng cái bài hồi hướng. Xuất định ra, nghĩ ngay lập tức mình là Quan Âm liền, trở lại Quan Âm. Cái này nghĩ trong đầu đó nha, chứ đừng nói. Nếu quý vị nói, người ta tưởng quý vị là đệ tử của Bà Thiên Hạ ấy. Nghĩ thôi, nghĩ trong đầu thôi. Nghĩ trong đầu thì ok, mà nói ra là không được. Nói ra là tăng thực lại, là bắt đầu là mát rồi. Phải ý thức được cái này là mình đang training, mình đang tập mà mình đâu phải thiệt đâu. Còn khi nào mà bắt đầu nghĩ mình thiệt là qua năm rồi, nó bắt đầu rồi cần vô nhà thông điên. Nên cẩn thận nha, quý vị tu mà quý vị tu nghe thầy Chí Siêu dạy, quý vị biến thành Quan Âm xong rồi tí nữa ra người nào nói tôi là Quan Âm hết, rồi bắt đầu bắt người ta lại mình cũng dường mình, nó bắt đầu làm mát rồi, nguy hiểm rồi, bắt đầu cần đi vô gặp bác sĩ tâm thần. Nói vậy cho quý vị đừng có về làm Quan Âm liền nha, từ từ thôi, cái chỉ chú thôi. Rồi thì đó, thì quý vị hồi hướng cái bài hồi hướng ngày qua công đức tu tập này, rồi sau đó là người bán sanh cực lạc, trong này cũng có người bán sanh cực lạc. Người tu Quan Thế Bồ Tát thì bán sanh cực lạc, tại sao? Quan Bồ Tát là gì? Đệ tử của A Di Đà, mà Quan Thế Bồ Tát cũng là người trong Tây Phương Tam Thánh. Khi mình chết thì A Di Đà, Quan Âm Thế Chí tới rước mình. Trên tu Quan Âm thì vẫn đi về cực lạc. Thế người nào mà có nhiều người thắc mắc hỏi cho thầy có niệm Quan Thế Bồ Tát về không? Được hay sao không? Điều Quan Bồ Tát có phải cực lạc không? Có. Cho nên người nào thích niệm Quan Bồ Tát thì cứ niệm Quan Thế Bồ Tát. Rồi thì tôi đấy nói đây đó, nếu quý vị nào tu đó thì có thể tụng bài kinh nguyện được, nguyện ra lên công đức này cũng phải khắp tất cả, hay là nguyện chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Còn cái này là nguyện vãng sanh. Rồi thôi, tới đây nãy giờ nói hơn, trời ơi, 1:50 rồi, gần 2 tiếng đồng hồ rồi quý vị, quá nhiều rồi. Bây giờ thôi chúng ta nghỉ break.